Hay quá ta, sao gặp anh Trần Minh Chiến ở đây hay quá trời. Dạ. Hello, Ngoài Đường Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Sáng ngày hôm nay thì mình cùng với các thành viên trong đoàn du lịch Ngoài Đường Biết đã có mặt tại Pleiku và một chút nữa sẽ bước vào một hành trình 4 ngày 3 đêm rất là thú vị ở Gia Lai cũng như là Quy Nhơn, Bình Định. Còn bây giờ thì cả đoàn của mình sẽ đón xe và quay trở lại thành phố Pleiku ăn sáng thôi. Let's go. Đây rồi, xe của mình tới rồi nè. Dạ. Hello anh Đại. Dạ. Chào cả nhà. Dạ. Dạ. Mới đây cô xin kính chào quý vị. Dạ rồi. Đoàn của chúng tôi đã có mặt tại sân Pleiku vào sáng ngày hôm nay để theo dõi một trận đấu. Trận đấu giữa Học viện Juventus và Con Tum FC. Trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng. Bây giờ thì không khí ở bên ngoài sân cũng đang rất là đông vui, sôi động rồi. Mình sẽ đi lượn một vòng. Trong lúc các thành viên đợi anh Đại cất xe rồi sẽ đi vô để xem những hình ảnh có thể nói là rất là vui ở bên ngoài. Festival bóng đá trẻ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Nhật 2023 Champion. Trời ơi, nhìn hình ảnh đẹp trai quá, idol đẹp trai quá. Hello anh. Hello em. Dạ. Hello, give me. Cho em hả? Dạ, em cảm ơn nha. Đây tặng cho anh Quốc Long đi cho nó có đường. Có dùng thử nè. Đây dùng thử. Rồi anh cảm ơn. Cảm ơn em. Hay quá ta, sao gặp anh Trần Minh Chiến ở đây hay quá trời. Dạ. Có rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, ok anh. Rồi, dạ rất là anh. Anh lên lúc nào vậy? Mới luôn hả? Mới. Dạ. Đúng nghĩa là một ngày hội của bóng đá luôn. Có ai nạp năng lượng trước không? Đây là các cầu thủ trẻ của Nhật Bản. Vóc dáng của các em thì cũng còn khá là nhỏ. Xin chào. Đúng nghĩa là một ngày hội bóng đá trẻ. Không khí sẽ rất là khác. Ủa, anh Đại không vô hả? Gặp người quen liền. Quá. Dạ. Đợt này có 3 thành viên đi anh. Dạ. 3 thành viên. Dạ. Cũng coi như là lúc nào Dũng cũng rất là nhiệt tình. Dạ. Sẵn sàng. Ít dạ. Nhiều gì cũng đi á. Dạ. Dạ, em cảm ơn. Anh Tuấn Anh cho em một vô đi anh Tuấn Anh. Đây, đây để em chụp cho. Quá đẹp. Dạ. Dạ. Đây để em chụp bằng máy này cho đẹp. Dạ rồi. Đây là phòng của đội Gia Lai mình. Bây giờ thì tạm thời là thay biển. Mấy đứa U13 hả? U17 hả?
À vừa đá ngoài kia về cái gì? Đi mình lên lầu luôn, lên khán đài luôn. Ngồi lên cao đỡ nắng á. Như lúc này thì hiệp 2 của trận đấu giữa Học viện Juventus và Con Tum FC đang diễn ra. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Juventus. Hay quá đi, một pha bóng rất hay. Làm gì đây? Một pha đấm bóng giải nguy. À đây là phụ huynh của các em bên lò đào tạo Juventus Academy Việt Nam. Dạ, em chào các anh chị. Dạ. Rất là dễ thương luôn. Con tôi. Bóp bóng họ không biết. Đã lên nổi không trời ơi. Phá ra đi con ơi.
kịch tính quá. Trời ơi, chỗ này kịch tính quá. Kịch tính quá. Kịch tính quá đi, trời ơi. Thôi đừng có cãi vô bài con ơi, bỏ đi. Thôi. Chú bị bổn làm cái gì vậy? Không, chắc nó nói bạn cái gì đó. Bạn nó bực lên chạy theo nó. Tại trọng tài kêu kìa. Kêu lại đi. Không có thẻ đỏ bây giờ. Đỉnh sữa con ơi. Sao thấy sữa sữa ấm quá. Nghì quá. À thấy sữa sữa ấm. Sữa dày nữa rồi. À. Lên sóng bình luận. Như vậy là sau khi xem trận đấu giữa Học viện bóng đá Juventus Academy Việt Nam và Con Tum kết thúc với tỷ số hòa 2-2 rất là kịch tính, rất là hấp dẫn, thì bây giờ các thành viên trong đoàn của mình sẽ đi tham quan thủy điện Gia Ly trước khi mà quay trở về khách sạn nghỉ ngơi, để chiều nay thì đi xuống dưới Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai ở dưới Hàm Rồng. Ngày hôm nay là đoàn của chúng tôi là vinh dự được vào tận nơi công ty thủy điện Gia Ly thắp sáng niềm tin, vào tận cổng của đường hầm rồi đó cả nhà, ở phía dưới là tubin rồi đó. Quá vinh dự luôn. Đã bảo rồi, dây mạnh mới được vô đây thôi. Hôm nay có anh hai thêm anh Vạn với lại anh Phương nữa mới được, chứ không phải là chỉ có mình anh Hiền mới được đâu. Anh Hiền đi nhiều lần lắm rồi. Chưa được, bây giờ lần này có thêm hai tay nữa. Wow. Hình như ở trên là hồi xưa là khách sạn đó anh. Quá tuyệt vời. Cả nhà ơi, hôm nay chúng tôi đã trở thành các thành viên du lịch đầu tiên được đi vào tới tận nơi thủy điện Gia Ly để tham quan một cảnh rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Lúc này thì vẫn chưa đón du khách, cho nên là chúng tôi phải khó khăn lắm mới xin phép để vào đây được.
Anh nhờ anh Đại chụp cho mấy anh em mình một tấm kỷ niệm. Cá hả anh? Ồ. Quay từ trên này thì không thể nhìn thấy được nhưng mà dạ dạ. Anh Vạn nói là có rất là nhiều cá ở khu vực tubin này. Ồ đúng rồi, chúng ta nhìn thấy mặt nước. Tốt lắm, quay tới á. Nó đớp mồi anh. Nó gì cá luôn mà. Mấy con cò đang đợi đầu kia kìa. À, cò nữa. Đúng rồi. Nè đó, cò đá, đá quá trời nè. À, đợi đó. À. Nó rút về đây nhá. À, đợi cò nó đâu có vô đây. Dạ. Dạ rớt cái máy là thành mồi cho cá luôn á. Cá nó không ăn được mà mình mất cái. À em sẽ xem coi là khi nào thì cái khách sạn này nó sẽ hoạt động trở lại. Đường đi xuống thủy điện Gia Ly kéo dài hơn 6 cây số và trải qua rất là nhiều cái cung đường ngoằn ngoèo, nhìn rất là tuyệt vời. Cả nhà có thể thấy ở phía dưới đây rất là ấn tượng luôn. À, các anh công nhân bây giờ là bắt đầu gần đến giờ nghỉ trưa. Trước là mới chỉ đi ở bên ngoài thôi, còn bây giờ là đã được may mắn vào tận nơi để được trải nghiệm. Và sau này thì các thành viên khác của các đoàn du lịch tiếp theo thì sẽ có dịp đi xuống các cái tubin. Vì theo như chia sẻ của ban quản lý thủy điện Gia Ly thì hết quý 1, nếu như là không có gì thay đổi thì sẽ chào đón du khách trở lại và tham quan các cái tour tubin. Những hình ảnh quá là hùng vĩ. Có một công trình ở phía dưới. Hay quá. Quá tuyệt vời luôn. Đường ở đây là còn chưa hoàn thành. Chưa có kè bên luôn. À đây sẽ là một cái con đường quẹo xuống dưới nữa. Oh, đẹp đẹp. Mở rộng thêm hai tổ máy nữa. Dạ, hai tổ máy. Bữa nay thì đoàn của mình sẽ đổi một địa điểm ăn gà nướng cơm lam khác, đó là Play Cổng Chiên, cũng là một trong những địa điểm rất là nổi tiếng ở Pleiku. Nhà hàng Play Cổng Chiên nằm ở làng Ốp Bùi Dự, thành phố Pleiku, Gia Lai. Và đây là số điện thoại 0868155279, rất là dễ liên lạc. Đẹp quá. Không gian cũng có đôi chút sự khác biệt so với Play Tiên hay là Flip. Đây, món đã lên cho đoàn của chúng tôi. Đây, món gà trên tay tôi đây. Dạ. Rồi mời cả nhà chúng ta một cháo bò bầm. Cháo bò bầm. Đây là cơm lam. Đó, bây giờ chúng tôi sẽ ăn trưa rồi về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. Chiều sẽ có một chuyến xuống Hàm Rồng để xem câu lạc bộ Hà Anh Gia Lai tập luyện và sau đó thì quay trở lại sân Pleiku để theo dõi trận đấu của U13 Hoàng Anh Gia Lai và Jubilo Iquata. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi clip. Nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho mình xin một like, share. Và nếu như chưa đăng ký thì có thể cho mình xin một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Cùng cool, du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá. Sưu tập thẻ cool, đổi quà cực cool.
Sắn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa Cool 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gối siêu Cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá đổi được một áo choàng biến hình Cool. May mắn săn được thẻ đặc biệt nhận ngay một liều Cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa Cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn đổi ngay một túi rút siêu Cool nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn đổi được một áo mưa siêu Cool. Săn được thẻ đặc biệt sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng Cool thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ Cool tươi vui trong mỗi lốc sữa Cool tươi vui hoặc Cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ Cool tươi vui đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ Cool tươi vui đổi ngay một bộ bút tô màu siêu Cool. Tích lũy được 24 thẻ Cool tươi vui đổi được một bộ chén đĩa siêu Cool. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ Cool vậy thôi các bạn ơi.